Ok, hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình sẽ thông báo là bán cái loa này. Đấy, anh chị em nào mà cần thì gọi cho mình nha. Bây giờ mình sẽ test cho mọi người và quay cho mọi người cái video thực tế của em nó. Đây, về cái mặt cấu trúc của loa thì màng rất là mới nha anh em. Đấy, rất là mới luôn ha. Loa chỉ sử dụng gia đình thôi, chưa có tháo, chưa có phá gì ra hết. Bụi bặm này là do là cái dạng này là nó chống chày ha, nó dạng như là mút chống chày, nó nằm bên ngoài. Ở cấu hình của nó thì chúng ta sẽ đi 4 channel độc lập nha mọi người, 4 channel độc lập. Mong là đăng lên sẽ có người thích và bán ngay. Đấy, thì cấu hình mà 4 channel độc lập thì chúng ta có thể làm show bé bé đấy mọi người. Chúng ta làm show nhỏ con, chúng ta có thể làm show ở trong những cái tiệc mini, ví dụ như là chúng ta sử dụng cho guitar, organ, trống, acoustic, nói chung là thoải mái. Bây giờ mình sẽ xin phép test máy cho mọi người nghe thử ha. Mình cảm trực tiếp từ cái đàn ra luôn. Nghe nha. Đây là nhỏ nha. Bây giờ mình sẽ mở cái đàn mình lớn lên nữa nha. Công suất rất là nhỏ nha. Bây giờ mình sẽ mở thêm ha. Với công suất 100W chúng ta có thể sử dụng cho nhạc cụ 4 cái nhạc cụ độc lập. Mức giá chỉ có 8 triệu thôi. Và chúng ta có thể chỉnh low bass, low mi và high đây ha. Thêm bass này. Bass bass à. Mời mọi người nghe thử cái chất lượng như thế nào, đúng mình nói không nhỉ? Đấy, đấy chỉ có 50 thôi nha mọi người. Ok, thì mọi người cần thì liên hệ ngay cho mình là số điện thoại là 0973955861 để lấy cái loa này. Chỉ có 8 triệu thôi. Đấy, là nó quá nặng trên một mình cho em bé không nổi. Nên là khi mà anh chị lấy về thì cần gắn bánh xe thì gắn thêm bánh xe để đẩy cho nó tiện, làm cái bệ nữa, đẩy cho nó tiện chứ nó nặng quá. Đấy, còn nếu không thì mình sẽ bớt chút tiền phí sang cậu hoặc là phí cho mọi người gửi xa nữa. Thì nói chung là xa quá thì mình xin nhận tiền trước nha. Mình xin nhận tiền trước rồi mới gửi hàng. Thì cái này rất là công phu. Với là hai nữa là tâm đắc của mình. Mình bán cũng rất là tiếc. Nhưng mà thôi, nếu mà còn duyên thì giữ. Còn nếu không thì cần thiết thì để mà cứu chủ. Thì trong trường hợp mình cần bán, nếu mọi người cần thì gọi alo cho mình 0973955861 để sở hữu cái em loa Roland KC350 của mình nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi kênh YouTube và cũng như đồng hành cùng kênh Nguyễn Quyên và lâu nay. Nếu như mọi người thấy hay thì có thể ghé shop online ủng hộ mình, hoặc là subscribe kênh, hoặc là học đàn các kiểu ha.
Thì giờ thì học đàn là cũng ít rồi. Mọi người có thể giải trí hoặc là mọi người phát triển thêm nghề nghiệp. Đấy thì mình nghĩ cái này có thể chơi được cả guitar nữa. Mọi người lấy về vẫn có thể làm show hoặc là làm ở trong nội thành thì quá ok. Cảm ơn mọi người rất là ủng hộ mình. Cảm ơn anh em đã xem đến giờ này. Mình xin dừng video đây. Hẹn gặp lại các bạn ở video khác nha.